Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Đệ tử xin nghiêng thân cầu ý làm lễ tất duyên đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân cầu ý làm lễ tất duyên đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân cầu ý làm lễ tất duyên đến chư Phật. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài là đại tỷ bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ tất đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương tư diệu có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ tất đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã quả thánh hay bồ tát. Các ngài là những bậc vô phạm của chúng sanh, là thức điện của chư thiên. Để thực hiện sự tôn kính là lễ ơn đức Tam Bảo. Do nhờ hóa lực tán dương Tam Bảo của các Phật tử, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý phật tử trong tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đề nhân quả. Xin thưa quý vị, ngày nay sư sẽ hướng dẫn quý vị thêm một cái phương pháp nữa để chúng ta có thêm một công cụ nhằm dễ dàng thực hành quý vị xứ. Đó chính là thọ quán thiện xứ. Như sư nói, cũng giống như là chúng ta có những cái dụng cụ ăn khác nhau, nào là đũa, nào là muỗng, nào là nĩa, nào là dao, thì tùy theo mỗi loại đồ ăn mà chúng ta sẽ dùng cái loại dụng cụ mà nó phù hợp nhất có thể. Thì thọ quán thiện xứ cũng thế, có một số trường hợp mà chúng ta sử dụng thọ quán thiện xứ thì nó sẽ phù hợp hơn là chúng ta thực hành thân quán thiện xứ hoặc là thực hành thiền hơi thở. Và điều này cũng giải thích cho lý do tại sao một số khóa thiền hướng dẫn quý phật tử hành thiền hơi thở dựa trên điểm xuất chạy. Bởi vì khi chúng ta thực hành thiền hơi thở dựa trên điểm xuất chạy đúng là theo Bát Tí Xong Ký Đa Pháp Giá, tức là phương thức đạo, có nói đó sẽ làm cho định bị ô nhiễm. Nhưng nó có một cái, đó chính là nó phóng đại các cảm thọ. Cho nên đối với một số vị hướng dẫn tứ thiện xứ thiên về thọ quán thiện xứ thì các vị ấy sẽ có phương hướng hướng dẫn thực hành thiền hơi thở dựa trên cảm thọ. Bởi vì bằng cách đó các cảm thọ sẽ từ phóng đại hoặc là bị phóng đại, và như thế việc quan sát cảm thọ nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Ở trong chú giải bài kinh tứ niệm xứ có nói các cảm thọ, chúng ta có ba thọ chính, đó là thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc không khổ. Khi mà chúng ta phóng đại các cảm thọ thì cái thọ lạc nó cũng sẽ được phóng đại, nó làm cho chúng ta có thể giống như một người bị điện giật, cái luồng điện chạy toàn thân, hoặc là giống như là sóng nó vỗ ào ào, hoặc giống như là một cái đống lửa
và bị một cái giọt nước lớn nó dập tắt, thì họ sẽ cảm nhận họ là một cách rất là lớn. Còn như họ khổ thì họ sẽ cảm giác giống như có người dội nước sôi lên trên người. Khổ được cảm nhận một cách khốc liệt. Còn cái họ mà không khổ không lạc thì nó tương đương khó thấy. Trong chú giải có đưa ra một ví dụ giống như một con nai khi mà nó chạy trốn khỏi người thợ săn thì nó chạy qua một tảng đá, người thợ săn sẽ lần theo dấu vết của con nai trên mặt đất, nhưng khi đến tảng đá thì mất dấu. Nhưng mà người thợ săn dựa trên dấu vết nơi mà biến mất và dấu vết sẽ xuất hiện ở bên kia tảng đá, mà người thợ săn biết là con nai nó đã chạy lên trên tảng đá. Cũng vậy, thọ không khổ không lạc rất khó để nhận biết, nhưng bằng cách chúng ta thấy rằng ở đây không có dấu vết của thọ lạc, cũng không có dấu vết của thọ khổ, như vậy đó chính là thọ không khổ không lạc. Nói về ba cặp thọ thì thọ lạc là bất cứ cảm giác nào của thân khiến cho thân dễ chịu thì đó chính là thọ lạc. Ví dụ như một cơn gió thổi tới làm cho mình thoải mái dễ chịu thì đó là thọ lạc. Hoặc là vào buổi sáng khi đi kinh hành chúng ta cảm thấy lạnh lẽo, nhưng khi vào trong thiền đường kín gió và ấm áp hơn thì khi đó chúng ta cảm nhận được thọ lạc. Có những thọ lạc rất là vi tế, nhưng cũng có những thọ lạc rất là mạnh mẽ. Như sư vừa nói, có những thọ lạc mà nó làm cho chúng ta giống như là điện nó chạy dọc người, làm cho lông tóc dựng lên, hoặc là giống như là một cái luồng khí lạc nó xông lên người chúng ta như là thủy triều, thì đó là những cái thọ lạc. Còn thọ khổ là những cảm thọ làm cho thân của chúng ta khó chịu thì đó chính là thọ khổ. Ví dụ như chúng ta cảm giác đói bụng thì cái đói đó mặc dù nó chỉ mới nhẹ thôi thì đó cũng là thọ khổ. Hoặc là khi chúng ta hành thiền cảm thấy nặng đầu, cảm thấy tức ngực thì đó cũng là thọ khổ. Và khi chúng ta ngồi thiền lâu, các khớp chân của chúng ta trở nên đau một cách khốc liệt, thậm chí nó giống như một ai đó dùng cái dùi dùi vào trong xương của chúng ta, hoặc giống như ai đó dùng cái kề bẻ cái xương thì đó cũng là thọ khổ. Và khi cái dấu hiệu của thọ là không có, dấu hiệu của thọ khổ cũng không có, thì chúng ta biết đó chính là thọ không khổ không lạc. Xin lưu ý với quý hành giả là từng suy nghĩ là khi tôi quan sát các cảm thọ thì các thọ sẽ biến mất, không có chuyện đó. Thậm chí khi chúng ta tập trung vào các cảm thọ thì các thọ nó còn hiện ra rõ ràng hơn. Giống như một con bê mà bị lột da, rồi khi con bê đó xúc chạm đến gió, đến nắng, đến cát,
thì nó mãnh liệt như thế nào, thì một vị hành giả khi thực hành các đạo họ nó sẽ có cảm giác mãnh liệt như thế nào. Khi tâm của chúng ta định được tốt hơn, chúng ta sẽ nhạy cảm hơn đối với các đạo họ. Do đó sư chủ trương là không cần quan sát hơi thở dựa trên cảm thọ, chúng ta vẫn có thể quan sát cảm thọ được như thường. Mình không cần phải làm một ước mà phóng đại cảm thọ ra để làm chi. Bởi vì sư thừa biết có nhiều hóa thiền tập trung vào quan sát cảm thọ, nó phóng đại một cách quá mức, dẫn đến là người ta có thể là khóc lóc gào hú vật vã thì nó không nên. Chúng ta thì hãy để cho mọi thứ một cách tự nhiên, chứ đừng có làm nó phi tự nhiên rồi câu đó là một cái ứng tiếng của thiền thì xin lỗi. Ngoài ra các thọ còn được chia ra là thọ thuộc dục lạc hay là thọ không thuộc dục lạc. Ví dụ như chúng ta ăn cơm, ăn trưa, đồ ăn ngon, chúng ta có cái thọ lạc. Thì cái thọ lạc đó là thọ lạc thuộc dục lạc. Còn khi chúng ta hành thiền, chúng ta giữ cho tâm luôn bình, giữ cho tâm không có phiền não, nó như thế nào chúng ta quan sát như thế đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự an lạc nó phát khởi nơi thân. Nó giống như là cái điện nó chạy dọc theo con người, hoặc là giống như cái cơn gió, hoặc giống như dòng suối mát mẻ lan tỏa cho người chúng ta. Hoặc khi quý vị bị buông mà cảm thấy là cái đầu của chúng ta nó trở nên nhẹ nhõm đi, thì đó là thọ lạc không thuộc dục lạc. Thọ khổ thuộc dục lạc, ví dụ như khi chúng ta đi thiền mà nó đau đớn, mà chúng ta mong cầu cái sự nghỉ ngơi mà chưa được nghỉ ngơi, chúng ta phải chịu đựng cái sự đau đớn đó, thì cái khổ đó nó thuộc dục lạc. Còn cái khổ nào mà nó không thuộc dục lạc là cái khổ mà nó không liên quan đến sự bất mãn do các giác quan. Ví dụ như khi chúng ta hành thiền, chúng ta cảm nhận được thọ khổ, nhưng mà trong tâm của chúng ta đó không có sự bất mãn, không có sự mong cầu, nó chỉ đơn thuần là sự quan sát cảm thọ của tấm thân này. Cái này nó hơi vi tế. Thì cái khổ đó nó không thuộc dục lạc. Cho nên khi chúng ta quan sát các cảm thọ, hãy để ý luôn cả cái tâm của mình, nó có tham dự vào đó hay không. Và khi chúng ta thực hành quan sát cảm thọ, hãy nỗ lực tách rời thân và tâm. Chúng ta sẽ giống như một người quan sát, ví dụ như thân, cái chân nó đang đau, chúng ta biết rõ là chân đang thọ khổ, nhưng mà nhìn cái tâm coi, thọ khổ của thân thì liên quan gì đến tâm? Tự hỏi mình, thọ khổ của thân thì liên quan gì đến tâm? Tâm lúc bây giờ chỉ có trách nhiệm quan sát. Tâm nó chỉ quan sát thôi, nó không tham dự vào đó. Thì như vậy
thân chúng ta có thể thọ khổ, nhưng tâm của chúng ta nó không thọ ưu, tức là nó không có sân. Chúng ta tách nó ra, tách thân và tâm ra. Chúng ta giống như một người á, đứng ở bên ngoài quan sát các cảm thọ của thân này. Thì như vậy, thân thọ lạc, chúng ta chỉ ghi nhận là à, đang thọ lạc. Thân đang thọ khổ, chúng ta chỉ ghi nhận là à, thân đang thọ khổ. Thì như vậy, chúng ta sẽ không bị cảm thọ của thân ảnh hưởng đến tâm. Và với những ai muốn ngồi lâu thì cái việc quan sát và tách rời cảm thọ ra khỏi tâm sẽ giúp cho chúng ta ngồi lâu hơn. Bởi vì lúc bây giờ cái thân này nó đau, nhưng nó không liên quan gì đến tâm cả. Điều này phù hợp với trong kinh Tạng, để sư nhớ hình như là ở trong tiểu bộ. Trong một lần Đức Thế Tôn đến thăm một vị tỷ kheo, và vị tỷ kheo đang bị bệnh, thì Đức Thế Tôn đã khuyên như thế này: hãy suy nghĩ như thế này, thân ta có thể bị bệnh nhưng tâm ta sẽ không bị bệnh. Tức là bệnh là của tấm thân này. Thân này nó bệnh, nó đau đớn, các khớp xương nó trở nên đau nhức, các cơ trở nên đau nhức, thận không làm việc, phổi không làm việc. Nhưng đó là của thân này, nó không dính dáng gì tới tâm. Tâm chỉ quan sát các cảm thọ, xem đó là cái gì, thế thôi. Khi chúng ta quan sát các cảm thọ đó, thì chúng ta có năm giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Còn cái phần ý nó thuộc về tâm, chúng ta sẽ quán tâm trên tâm sau. Còn ở đây chúng ta chỉ quán thọ trên các thọ. Khi chúng ta thực hành để ý đến cặp mắt, khi mắt nhìn thấy cảnh vừa lòng thì khi đó mắt đang thọ lạc. Khi mắt nhìn thấy cảnh không vừa lòng thì khi đó mắt đang thọ khổ. Ví dụ như mắt nhìn thấy một bông hoa đẹp thì khi đó mắt đang thọ lạc. Chứ chúng ta đừng có thiên về cái thọ của thân. Thường chúng ta nhắc đến thọ đó là chúng ta chỉ nghĩ đến thọ của thân. Nhưng thọ là nó liên quan đến cả năm giác quan vật chất. Rồi khi mắt nhìn thấy cảnh không vừa lòng, ví dụ như nhìn thấy một đống rác, thì khi đó chúng ta biết là mắt đang thọ khổ. Còn khi chúng ta hành thiền, mắt nó nhìn một cách vô định, chúng ta thấy rằng nó không có cái dấu hiệu của thọ lạc, cũng không có dấu hiệu của thọ khổ. Như vậy nó chính là thọ không khổ không lạc, tức là thọ xả. Rồi chúng ta lại để ý đến tai của mình. Ví dụ như chúng ta nghe âm thanh không vừa lòng, như là âm thanh của công trình, âm thanh của một người nói nhảm, nói chuyện phù phiếm, thì âm thanh đó là những âm thanh không vừa lòng. Đó cũng là đối tượng để chúng ta quan sát. Và chúng ta chỉ ghi nhận là tai đang thọ khổ. Và sư nhắc nhở là chỉ để ý đến cảm thọ của tai, chứ đừng để ý đến đối tượng làm cho tai thọ khổ. Khi chúng ta để ý đến đối tượng làm cho tai thọ khổ, chúng ta sẽ sanh lòng phiền não.
Ví dụ như tai đang thọ khổ, chúng ta để ý đến đối tượng, nói trời sao người này nói nhiều quá, giờ này chưa chịu yên lặng, thì như vậy là chúng ta đã bị phóng tâm và chúng ta làm cho mình bị phiền não. Trong khi đó, chúng ta chỉ cần để ý đến cảm thọ của tai, tai đang thọ khổ, ghi nhận như thế, thì tâm của chúng ta đó sẽ không phiền não. Thọ là của thân chứ không phải của tâm. Cho nên người ta có thể hát hò, có thể nói nhiều, có thể mắng nhiếc chúng ta, chúng ta chỉ đơn giản quan sát cảm thọ của tai và biết tai đang thọ khổ, thế thôi. Điều này rất hữu ích khi chúng ta thực hành thiền ở đây lẫn khi chúng ta về nhà. Ai đó nói lời không vừa lòng, chỉ đơn giản quan sát, ghi nhận tai đang thọ khổ. Đừng phân tích lời nói đó, trừ khi đó là lời dạy để cho chúng ta tiến bộ hơn. Còn không thì đừng phân tích những âm thanh đó. Chúng ta có cái tật, ai chửi chúng ta, tai thọ khổ là một chuyện, chúng ta phân tích họ chửi cái gì, rồi khi đó mình phiền não. Cho nên nhớ cái khi, gọi là cái keyword, cái mấu chốt ở đây đó, là chỉ quan sát cảm thọ của lỗ tai đó, tai thọ khổ. Đừng phân tích âm thanh và đừng phân tích nguồn phát ra âm thanh, chỉ quan sát cảm thọ. Rồi khi tai đang thọ lạc, ví dụ như chúng ta nghe tiếng chim hót, chúng ta nghe một cái lời tán thán ca ngợi, thì cũng vậy, chúng ta chỉ quan sát và ghi nhận tai đang thọ lạc, đừng chạy theo âm thanh để phân tích nó, và cũng đừng chạy theo đối tượng, bởi vì như vậy nó sẽ là điều kiện cho tâm tham sanh khởi. Còn khi mà chúng ta nghe sự công kích mà chúng ta chạy theo âm thanh, nó sẽ là điều kiện cho tâm sân sanh khởi. Nhớ, hãy giữ các cảm thọ dừng lại nơi thân, đừng phát triển nó để nó ảnh hưởng nơi tâm. Và hãy cẩn thận với những âm thanh dễ chịu. Thường á, chúng ta chỉ nhạy cảm với âm thanh làm cho mình khó chịu thôi. Âm thanh làm cho mình dễ chịu á, chúng ta rất dễ quên mất. Mà nhớ, hễ chúng ta không có lòng phòng bị đối với những âm thanh gây ra lạc thọ, thì chúng ta sẽ chết với những âm thanh gây ra khổ thọ. Cho nên lạc thọ lẫn khổ thọ đều là cái để quan sát. Rồi chúng ta quan sát nơi cái mũi, mũi ngửi cái mùi, như bây giờ không có mùi gì cả, tức là xả thọ. Bởi vì sao? Không có dấu hiệu của lạc thọ và cũng không có dấu hiệu của khổ thọ. Nhưng khi mà chúng ta đang ngạt, đang khó thở, thì chúng ta biết rõ là đang khổ thọ. Rồi khi chúng ta thở một cách thông thoáng, thì chúng ta ghi nhận là đang có lạc thọ. Cho nên khi đi vào những nơi hôi hám chẳng hạn, chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận là khổ thọ đang có mặt. Nhớ nha, khổ thọ đang có mặt, chứ không ai đang khổ. Không có ai đang khổ, chỉ là cái khổ thọ đang có mặt thôi. Do phải ngửi cái mùi
gây nên khổ thọ nơi mũi. Hoặc khi chúng ta tắm, chúng ta dùng xà bông thơm có mùi, thì chỉ đơn thuần ghi nhận là lạc thọ đang có. Tương tự như vậy đối với lưỡi, quý vị để ý một chút xíu nữa khi chúng ta ăn á, để ý kỹ cái vị. Nhưng sự để ý kỹ ở đây không phải như một số phương pháp thực hành lầm lạc là để mình thưởng thức cái vị đó. Xin thưa không phải. Mà chúng ta để ý kỹ ở đây á, là khi ăn thọ gì đang có mặt. Ăn một món ăn vừa miệng, lạc thọ đang có mặt. Chỉ để ý cái đó thôi, để ý lạc thọ. Đừng phân tích chạy theo lạc thọ. Đừng chạy theo vị giác. Để rồi chúng ta phân tích cái món, ví dụ như cái món đậu hũ này nó thiệt là mềm, thiệt là thơm, thiệt là vừa miệng, là khi đó tâm tham sanh khởi. Chỉ để ý cảm thọ thôi, lạc thọ đang có mặt, ghi nhận như thế. Thì sư hứa cái cảm giác ngon miệng nó giảm đi nhiều. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta đã tách cái tâm ra khỏi cái thân, tách tâm của mình ra khỏi các cảm thọ. Cho nên dù là lưỡi có thọ lạc nhưng tâm không tham chạy theo nó, thì khi đó đó cái tham ít đi, tự nhiên cái lòng ham muốn ít đi, thì cái ngon nó sẽ ít đi. Ngay cả khi chúng ta ăn đồ dở cũng thế. Mà sư đương nhiên ráng cho quý vị ăn không có đồ dở đâu. Nhưng mà ngay cả như khi chúng ta ăn phải một món ăn không vừa miệng, chúng ta chỉ quan sát và ghi nhận khổ thọ đang có mặt. Thì như vậy các cảm thọ nơi lưỡi không là duyên cho tâm bất thiện. Còn các cảm thọ nơi thân á, là cảm thọ chúng ta thường trực và rõ ràng nhất. Cũng tương tự, khi chúng ta đang ngồi thiền, chân nó đau, lưng nó đau, thì chỉ ghi nhận khổ thọ đang có mặt. Và nhớ hãy tập tách thân ra khỏi tâm. Thì như thế lúc bấy giờ chỉ có khổ thọ có mặt, chứ không có ai đang chịu khổ. Thân này có thể khổ nhưng tâm này không hề sân, bởi vì nó đã tách rời ra khỏi các cảm thọ. Nó chỉ là một đối tượng đang quan sát cái thân. Hãy tách nó ra, hãy tập tách nó ra. Đây là cái sẽ giúp ích quý vị rất nhiều trong quá trình hành thiền, cũng như sau này khi về đời, đặc biệt là khi thân đang có các thọ khổ. Ví dụ như bệnh, thân nó đau, hãy tách ra, đừng để cho cái thọ của thân ảnh hưởng đến tâm. Và khi thọ lạc cũng như thế. Ví dụ như khi chúng ta tắm thì nước nó xối vào người, chỉ ghi nhận là thọ lạc đang có mặt, chứ ở đây không có ai thọ lạc. Thì như vậy tâm của chúng ta sẽ không chạy theo. Trong 12 duyên khởi, vô minh
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên ưu bi lão tử. Trong vòng tròn duyên khởi thì đó, sư đã nói với quý vị từ ngày hôm qua rồi. Bây giờ quý vị nghe lại sẽ thấy nó quen thuộc nè. Do không biết về bốn đế, không biết phương pháp thực hành thoát khổ, cho nên chúng ta tạo ra các nghiệp thiện ác. Do các nghiệp thiện ác mà chúng ta đi đầu thai. Do chúng ta đi đầu thai cho nên mới có thân và có tâm. Do có thân và có tâm cho nên mới có các giác quan và đối tượng dành cho các giác quan. Do có các giác quan và đối tượng của các giác quan cho nên hai anh đó mới tiếp xúc với nhau. Do hai anh đó tiếp xúc với nhau cho nên có các cảm thọ. Chính bởi vì có các cảm thọ cho nên mới có thích và ghét. Chính bởi vì có thích và ghét cho nên mới có sự dính mắc. Chính bởi vì có sự dính mắc cho nên mới có sự phản ứng bằng các nghiệp thiện ác. Chính bởi vì làm các nghiệp thiện ác cho nên tiếp tục gieo nhân đi đầu thai. Và chính bởi vì đi đầu thai cho nên mới phải chịu cảnh già, bệnh, chết, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được, vân vân. Thì như vậy, khi mà chúng ta tiếp xúc với các đối tượng của các giác quan, mắt thấy hình ảnh, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, nó sinh ra các cảm thọ. Nhớ, các cảm thọ này là bị động, chúng ta không có chủ động cái đó. Các cảm thọ này nó bị động do các giác quan tiếp xúc với đối tượng. Thì khi đó chúng ta bằng chánh niệm ngăn ngay các cảm thọ. Chúng ta cắt cái vòng tròn duyên khởi đó, cắt ngay cảm thọ. Thọ nó không duyên cho ái, mà lúc bây giờ thọ duyên cho chánh niệm. Khi chúng ta không có chánh niệm thì các cảm thọ, thọ lạc nó duyên cho tham. Thích mà, thích là tham. Thọ khổ duyên cho sân, do nó ưu tư, nó sân. Tham sân sẽ tiếp tục dẫn theo các nghiệp thiện ác. Mà ở đây khi chúng ta thực hành quán thọ trên thọ, chúng ta dừng ngay tại các cảm thọ và chúng ta tách thân và tâm ra. Từ đó thọ nó không duyên cho ai. Thì như vậy là chúng ta đang thực hành tách và cắt đứt vòng tròn duyên khởi. Tại sao sư nói các thọ đó là bị động mà không phải chủ động, trong khi chúng ta có thể chủ động nhìn một cái gì đó, đúng không? Mình có thể chủ động nhìn cái mình ưa thích hoặc nhìn cái mình không ưa thích. Nhớ, cái việc mình chủ động nhìn thì đó là chủ động do tác ý của tâm. Nhưng khi nhìn á, cảm thọ sanh khởi thì đó là bị động. Giống như bây giờ chúng ta có thể chủ động bật cái quạt lên hoặc bật cái máy lạnh lên. Thì khi chúng ta bật như vậy, cái gió nó thổi vào người, thì cảm thọ lạc đó là bị động. Hoặc chúng ta có thể chủ động đi ra ngoài nắng, chúng ta ngồi
thì cái sự nắng nóng đó chiếu vào mình thì cái thọ khổ đó nó là bị động. Cho nên cái thọ nó thuộc về bị động, còn cái chuyện chúng ta tìm cảnh nó là chủ động. Và cái thọ đó chúng ta dừng lại chỉ ở cảm thọ thì đó lại là chủ động. Thành ra khi chúng ta quan sát cảm thọ, dừng nó lại, tách thân ra khỏi tâm, là chúng ta đang góp phần cắt đứt vòng tròn duyên khởi. Tới đó đã chấm dứt chưa? Chưa. Khi quan sát cảm thọ, chúng ta để ý đến ba khía cạnh chân đế. Đây là lúc anh tuệ anh làm việc. Cái tuệ bát nhã ngay đây đi. Với ai thích gọi là cái trí bát nhã thì cái bát nhã nằm ngay chỗ này. Thấy rõ tam tướng trong các cảm thọ. Các thọ đó nó chỉ thay đổi từ thọ này qua thọ khác, và bản thân các thọ nó cũng biến diệt liên tục. Khi chúng ta quan sát cơn đau nơi chân khi hành thiền, chúng ta sẽ thấy rõ bản chất vô thường của nó. Bởi vì nó thay đổi liên tục, nó không ở yên một chỗ. Ban đầu á, thọ khổ chỉ một chút thôi, rồi sau đó thọ khổ trở nên mãnh liệt, rồi nó càng ngày càng tăng trưởng đến một cái đỉnh nào đó, sau đó nó lại giảm xuống. Và tiếp tục khi nó giảm xuống một lúc, nó lại tiếp tục nó tăng trưởng, rồi nó tăng một lúc nào đó nó lại giảm xuống, rồi giảm một lúc nó lại tăng trưởng. Khi quan sát cảm thọ, chúng ta sẽ thấy nó biến đổi không ngừng. Thì như vậy cái tính chất vô thường được thể hiện rõ nơi các thọ. Cho nên khi quan sát hãy để ý đến sự vô thường của nó. Và nhớ đừng bao giờ cố xua đuổi các cảm thọ. Ví dụ như đang đau, mình có lòng trông chờ đó, trông chờ cho cái thọ nó nhanh biến mất, thì như thế là chúng ta đã đem cái tâm vào trong cảm thọ. Chúng ta không còn người quan sát nữa, mà chúng ta đã dính vào trong cảm thọ. Cho nên nó muốn kéo dài như thế nào thì cứ mặc kệ nó. Nó muốn đau như thế nào thì cứ mặc kệ nó. Rồi khi nó giảm đau như thế nào thì cũng cứ mặc kệ nó. Mình chỉ là người quan sát. Hãy quan sát. Và chúng ta sẽ nhận ra cái sự thật thứ hai nữa, là các thọ nó chỉ đánh đổi với nhau thôi. Đặc biệt ấy, là các khổ thọ, nó thể hiện rõ cái bản chất khổ của tam tướng. Thành ra nhiều khóa thiền, nhiều vị hướng dẫn thiền khuyến khích chúng ta ngồi nhiều, ngồi lâu, cắn răng để theo dõi. Để chi? Để thấy rõ khổ tướng. Và khi đó chúng ta có đổi oai nghi, chúng ta thay đổi để cho nó dễ chịu hơn, thì chúng ta cũng ghi nhận đó là lạc thọ. Nhưng mà chúng ta biết rõ cái lạc thọ đó chính là cái khổ tiềm tàng. Bởi vì khi lạc thọ biến mất, khổ thọ sẽ xuất hiện. Mà bản chất của các thọ là vô thường, cho nên lạc thọ chắc chắn sẽ biến mất. Chính vì sự biến mất của lạc thọ thì nó sẽ là duyên cho khổ thọ. Thành ra đó, cái lạc thọ chính là cái khổ thọ tiềm tàng. Liên tục
suy tư và xem xét. Rồi cái đặc tính thứ ba là sư đã nói với quý vị, khi quan sát các cảm thọ hãy tách thân và tâm ra, để chúng ta thấy rằng ở đây chỉ có lạc thọ, chứ không có ai đang thọ lạc. Chỉ có khổ thọ, chứ không có ai đang thọ khổ. Hãy dùng trí tuệ quan sát các cảm thọ để thấy rõ tam tướng. Và như vậy chúng ta thực hành quan sát các cảm thọ. Khi mà các cảm thọ không nổi bật mà chúng ta muốn quan sát các cảm thọ đấy, thì hãy hỏi nó. Ví dụ hỏi mắt đang thọ gì, thì chúng ta xem xét mắt có dấu hiệu của thọ lạc hay không, rồi có dấu hiệu của thọ khổ hay không. Nếu không có thì mắt đang thọ xả, không khổ không lạc. Rồi chúng ta hỏi tiếp qua lỗ tai, tai đang thọ gì. Rồi chúng ta hỏi tiếp qua cái lỗ mũi, mũi đang thọ gì. Hỏi tiếp qua cái lưỡi, lưỡi đang thọ gì. Hỏi tiếp qua cái thân, thân đang thọ gì. Và khi chúng ta thực hành như thế thì chúng ta sẽ thấy rõ và quan sát được các cảm thọ. Lúc bây giờ nếu như nó không là thọ khổ, nó không là thọ lạc, thì nó là thọ xả. Và thậm chí đó, chúng ta có thể để ý đến những cảm thọ nó vi tế hơn, tức là nó khó nhận biết hơn. Ví dụ như cái cơn đau lưng, đau thắt lưng, nó nhẹ thôi, nãy giờ mình không để ý, nhưng bây giờ mình quan sát thì mình thấy rõ đúng là có cơn đau. Thì thay vì ghi nhận là đau thắt lưng, đau thắt lưng, đau thắt lưng, thì mình chỉ ghi nhận biết rõ là khổ thọ đang có mặt. Và khi chúng ta quan sát thấy rõ tam tướng của khổ như vậy đó, đã hết chưa? Chưa. Chúng ta lại còn phải tiến thêm một bước nữa, cũng giống như là quan sát thân hành niệm vậy. Khi có các cảm thọ, ví dụ như ngồi thiền đau chân, thì quan sát nó, xem cơn đau này từ đâu mà có. Cái cơn đau này là do chúng ta có thân nó mới có đau, chứ nếu như một người không có chân thì làm gì có chân để mà đau chân. Thì cái cơn đau này là do có cái thân này. Do đâu mà có tấm thân này? Do chúng ta đi đầu thai. Do đâu mà chúng ta đi đầu thai? Do các nghiệp thiện ác của đời trước. Do đâu mà có các nghiệp thiện ác của đời trước? Là do vô minh, không biết con đường thoát khổ. Bởi vì vô minh không biết con đường thoát khổ, nên chúng ta mới tạo các nghiệp thiện ác. Do các nghiệp thiện ác cho nên mới đi đầu thai. Do đi đầu thai cho nên mới có thân này. Do có thân này cho nên mới có khổ thọ. Nếu như ta không chánh niệm tỉnh giác thì khổ thọ này nó sẽ duyên cho
tâm sân sự ưu tư, sự khó chịu của tâm. Và khi đó đó, nó sẽ làm cho tâm của mình bị dính mắc. Và khi dính mắc như thế, ta sẽ lại phản ứng bằng thiện hoặc ác. Mà do các nghiệp mà ta sẽ phản ứng đó, nó sẽ dẫn ta tiếp tục đi đầu thai. Mà tiếp tục đi đầu thai, ta lại sẽ phải chịu các cảnh khổ. Suy tư như thế. Hoặc là trong Maha Nidesa, tức là đại diễn giải, Đức Phật ấy, có đưa ra một cái tóm tắt như thế này: khi chúng ta nhìn vào một bông hoa đẹp, tức là một cảnh sắc vừa ý, thì nó làm cho cái thọ lạc sanh khởi. Do thọ lạc sanh khởi cho nên tham xuất hiện. Do tham cho nên tham ái, cho nên dính mắc. Do dính mắc cho nên tạo các nghiệp thiện ác. Do tạo các nghiệp thiện ác cho nên tiếp tục đi đầu thai ở đời sau kiếp khác. Mà hễ còn đi đầu thai thì chắc chắn phải chịu cảnh già, bệnh, chết, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được, vân vân. Như vậy đó, cái sự khổ nó xuất hiện chỉ bởi vì ta nhìn một bông hoa đẹp. Khi chúng ta thấy rõ bản chất của cuộc đời, thấy rõ quá trình duyên khởi, thì chúng ta sẽ không còn sự ưa thích nữa. Bởi vì chúng ta biết rõ những cái mà mình gọi là lạc quan, yêu đời, thưởng thức cảnh đẹp, thưởng thức một bức tranh đẹp, thưởng thức một món ăn ngon, thưởng thức những cảnh dục ở đời, nó chỉ là duyên cho các cảnh khổ về sau. Như vậy, khi chúng ta thực hành con đường thoát khổ thì chúng ta làm gì? Dừng ngay nơi các cảm thọ. Mắt thấy một hình ảnh đẹp, dừng ngay đó, quan sát biết rõ thọ lạc đang có mặt. Mắt thấy hình ảnh không như ý, dừng ngay đó, biết rõ thọ khổ đang có mặt. Và chúng ta tiếp tục suy tư, nhìn thấy rõ bản chất của tam tướng trong các cảm thọ. Và chúng ta tiếp tục suy tư cái hậu quả bằng cách suy tư sự sinh khởi của các cảm thọ và suy tư sự diệt đi của các cảm thọ. Tức là suy tư theo chiều thuận và chiều nghịch. Đó là cách mà trí tuệ quán sanh khởi. Khi đó đó, quý vị có thể trải qua một giai đoạn kinh cảm, chán sợ và cuối cùng là nhàm chán. Lúc bây giờ đó, chúng ta sẽ thấy rằng ở thế gian này không có gì đáng để cho chúng ta phải ôm ấp, phải dính mắc. Kể cả các đau khổ xưa giờ, nó chỉ là chuyện con. Như vậy đó, có thể quý vị sẽ trải qua một giai đoạn chới với. Bởi vì mình không biết được mục đích của cuộc đời này là gì, mình không biết bám víu vào cái gì, thì lúc bấy giờ sự chánh niệm quan sát thân và tâm
là cái duy nhất mà chúng ta có thể dựa vào. Để chi? Để chấm dứt hoàn toàn đau khổ, đi đến sự an lạc tối thượng, chính là sự giác ngộ. Do đó đó, Đức Thế Tôn Ngài đã xác nhận con đường mà Ngài đi là con đường đi ngược dòng đời, trong khi chúng sanh chỉ biết hưởng thụ, chạy theo sự hưởng thụ vật chất, chạy theo sự hưởng thụ của các giác quan. Chúng sanh khổ mà không biết là mình đang khổ, hoặc biết là mình đang khổ nhưng không biết cách nào để thoát khổ. Mà con đường thực hành tứ niệm xứ là con đường đi ngược dòng, để chúng ta thấy được bản chất của thế gian, để chúng ta thấy được sự nhàm chán, sự thoát ly và sự tu tập để đi đến sự giải thoát. Cho nên con đường tứ niệm xứ là con đường đi ngược dòng đời. Còn đối với quý Phật tử tại gia đó, hãy dành trọn 10 ngày này để chúng ta tu tập. Còn khi về đời, chúng ta sẽ lại tiếp tục làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con, làm cháu, sẽ tiếp tục lăn trôi trong cuộc đời. Nhưng những giây phút này là những giây phút chúng ta thức tỉnh để thấy rõ bản chất của thế gian. Còn sau đó thì ai muốn tiếp tục mê ngủ thì cứ ngủ. Nhưng những giây phút thức tỉnh này sẽ là phước rất lớn, giúp cho chúng ta giải thoát giác ngộ, không phải đời này thì cũng là đời sau. Phật giáo không phải là một tôn giáo hứa hẹn, mà yêu cầu chúng ta phải thực hành ngay từ bây giờ. Nó giống như con đường từ đây đi đến Hà Nội, ai đi nhanh thì mau tới, ai đi chậm thì lâu tới. 10 ngày này là 10 ngày chúng ta nỗ lực tích cực bước đi nhanh đến đích. Còn hết khóa thiền này rồi, chúng ta chỉ dạo chơi, tiếp tục dạo chơi trong cuộc đời. Nhưng mà nhờ những khóa tu như thế này, quý vị sẽ gần hơn đến với con đường giác ngộ, con đường giải thoát. Cho nên hãy nỗ lực tu tập vì chính mình. Đừng có sợ là bây giờ tôi giải thoát rồi thì nó làm như thế nào, rồi tôi còn phải lo lắng, tôi còn phải hưởng thụ. Bây giờ kêu giải thoát là giải thoát làm sao? Có còn nhớ câu chuyện con dồi ngày hôm qua không? Vị trời thấy con dồi lăn lộn trong đống phân, thương nó lắm, dắt nó lên cõi trời, chỉ cho nó thấy cõi trời nó đẹp như thế nào, hỏi có về cõi trời không. Con dò nói về cũng được, mà ở cõi trời có phân không? Quý vị y chang vậy đó. Biết là khổ, biết giải thoát là hết khổ, mà vẫn cứ mong là giải thoát giác ngộ thì tôi vẫn như thông thường, vẫn hưởng thụ, thì cũng y như con dồi vậy. Nhưng ít nhất chúng ta cũng có sự nỗ lực tu tập tỉnh thức, chúng ta hơn những con dồi khác rất là nhiều. Coi như chúng ta là những con dồi thông thái đi. Ráng tu tập ha. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ,
nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khải Giá.